Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho cả nhà tham khảo một mẫu xe hạng A được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc mà bên cửa hàng vừa mới nhập về, đó là chiếc Kia Morning. Xe được sản xuất năm 2006, phiên bản là số sàn bàn đủ, màu trắng mọi người nhé, mang biển thủ đô Hà Nội 33M2863, một chiếc xe tư nhân sử dụng một chủ từ đầu, sơn xi màu trắng khá là đẹp, na răng đúc, túi khí an toàn, đăng kiểm tháng 12 năm 2021, tay nắm chân viền kính được mạ chrome rất là đẹp mọi người nhé. Và thương hiệu xe Kia thì của Hàn Quốc thì không có gì là xa lạ với chúng ta rồi, rất là nổi tiếng rồi, rất là gần gũi với thị trường Việt Nam của chúng ta rồi. Một mẫu xe rất là phổ thông. Và xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc nên là chất lượng rất là tốt mọi người nhé. Một mẫu xe nhỏ gọn, đi lại các đường phố thì rất là thuận tiện rồi. Một trong những dòng xe rất là tiết kiệm nhiên liệu mọi người nhé. Xăng ăn anh quanh tầm 6 lít thôi. Xe trang bị dàn lốp này, bộ mâm đúc 5 chấu nguyên bản theo xe. Tổng thành sơn xi ngoại thất của em nói nhé. Sơn xi thì còn rất là đẹp luôn, không một vết chầy xước cả nhá. Rất là đẹp luôn, rất là long lanh luôn. Dàn lốp đây. Dàn pha thì vẫn còn nguyên bản mọi người này. Sản xuất năm 2006. Về phần nội thất đây, tắp ly đi nhá, nhựa da rất là đẹp luôn. Đây, trang bị một túi khí an toàn dành cho người lái này, ghế bọc da màu kem này, rất là sạch sẽ nhá. Trần thì là trần da này, rất là dễ dàng lau chùi luôn này. Màn hình cam lùi, khóa khiển tất cả đầy đủ hết. Tâm đồ tâm ly đây cả nhà nhé, rất là sạch đẹp. Hàng ghế thứ hai đây, ghế bọc da đây, một mẫu xe rất là nhỏ gọn và đồ đạc phụ tùng thay thế thì tìm rất là dễ và rẻ luôn nhé, cực kỳ dễ và rẻ luôn. Xăng ăn 6 lít thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Phần hệ thống khung gầm đây nhé, em sẽ cho cùng cả nhà cùng tham khảo này. Khung gầm sắt xi đây, khung gầm sàn này rất là chất nhé, không mục ngọt gì cả này. Mẫu xe được nhập khẩu thì luôn mang đến một chất lượng khá là tốt luôn nhé. Về phần đuôi xe đây, màn hình cam lùi này, cánh gió này, phần khoang để đồ đây. Lốp sơ cua này, đồ đạc này, khung gầm này nhá, khung gầm sàn này rất là sáng luôn, rất ok luôn. Dòng phân khúc hạng A này thì thường thường là khoang để đồ thì sẽ rất là hạn chế. Và với mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá chỉ hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Chỉ với 115 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu được chiếc xe này rồi nhá. Mọi người mà quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354 152 888 và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhé. Gương kính chỉnh điện. Và xe thì anh cam kết cho mọi người là không lỗi nhé, không có tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ thì có lôm nhôm một chút rồi chứ không còn zin về phần keo chỉ nữa mọi người nhé. Va chạm nhẹ thì có rồi, không thể tránh được va chạm nhẹ mọi người nhé. Còn tai nạn nặng thì về cột kéo sắt xi thì cam kết rồi mọi người là không có tai nạn nặng. Nên là cả nhà cứ yên tâm khi sở hữu xe. Đây, xe chú ý trang bị túi khí an toàn dành cho người lái mọi người này. Vô lăng này nhá. Em sẽ cho cả nhà cùng tham khảo về phần khoang động cơ của xe để mọi người nắm rõ được hơn về chất của xe nhá.
Đây là phần đồng hồ xe đây. Đây là cái lỗ ngay. 115 triệu đồng thôi. Mọi người mà quan tâm đến xe thì liên hệ cho Thế Anh nhé. Bên em thì có mua bán vận chuyển trên toàn quốc. Mọi người có nhu cầu mua hay bán thì cứ liên hệ cho em. Bên em sẽ thu mua 24/24 trên toàn quốc mọi người nhé. Và ưng xe thì chỉ cần cọc trước 30 triệu thôi. Em sẽ vận chuyển xe lồng cho mọi người. Xe lồng bên em thì đi dọc tuyến lộ 1 nhé. Đây là phần khoang động cơ đây. Ra máy rất là sáng mọi người này. Máy nổ rất là êm luôn nhá, không rung giật, rất là khô ráo. Máy móc thì rất là khô ráo, không có hiện tượng rò rỉ hay là chảy dầu mỡ gì cả nhá, nên bà con yên tâm. Một chiếc xe còn máy số còn rất là chất luôn. Đây, máy nổ cực êm luôn này. Lắp cabo đây. Một 115 triệu đồng thôi. Đây, cả nhà mà quan tâm đến xe thì vui lòng liên hệ với em nhé. Một chiếc xe rẻ bền lành và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và chiếc xe này thì còn khá là đẹp luôn mọi người nhé. Đấy, cả nhà mà quan tâm đến mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới.